chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 4, mời quý vị cùng theo dõi một số nội dung đáng chú ý sau đây. Về thăm căn cứ địa cách mạng của xứ ủy Nam Bộ, nơi mà Tổng Bí thư Lê Duẩn từng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân, ghi nhận nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn. Mỗi năm, Việt Nam có gần 5.000 người tự tử do trầm cảm. Con số được đưa ra tại hội thảo Hãy cùng trò chuyện để phòng chống trầm cảm do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức vào sáng nay. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên lên tiếng sau vụ bắn hàng chục tên lửa vào Syria. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Đông Hà, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, 7 tháng 4 năm 1907, 7 tháng 4 năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn đến dự. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lãng hoa chúc mừng. Diễn văn kỷ niệm nêu rõ, lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí trong gần 60 năm bền bỉ phấn đấu, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì khát vọng thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc. Là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, trong những tháng năm bị tù đày xiềng xích, trong những lúc cách mạng gặp muôn vàn khó khăn, đồng chí vẫn giữ vững chí khí cách mạng, kiên quyết đấu tranh, tìm mọi cách đưa phong trào cách mạng tiến lên. Là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, đồng chí Lê Duẩn đồng thời là nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam. Gần 100 tác phẩm với hàng ngàn trang viết, nổi bật là các tác phẩm Đề cương cách mạng miền Nam, Thư vào Nam, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Vì độc lập tự do, Vì chủ nghĩa xã hội, Tiến lên giành những thắng lợi mới. Với phong cách tư duy độc lập tự chủ sáng tạo, luôn trăn trở suy nghĩ tìm tòi, đúc kết thực tiễn. Với phương châm cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể. Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương đã dâng hoa tại tượng đài Lê Duẩn ở trung tâm thành phố Đông Hà. Thưa quý vị, Đồng Tháp 10 của hơn 70 năm về trước là vùng quan địa mênh mông. Tại đây, xứ ủy Nam Bộ đã thiết lập được căn cứ địa cách mạng vững chắc giữa lòng dân, được cả nước biết đến là Việt Bắc của miền Nam. Sở chỉ quân và dân ta thiết lập được một chiến khu quyền thoại giữa vương miện Đồng Tháp 10 là vì Đảng ta có một đội ngũ cán bộ tài ba trong cơ quan lãnh đạo đầu não của kháng chiến chống thực dân Pháp, trong đó có Tổng Bí thư Lê Duẩn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn, 7 tháng 4 năm 1907, 7 tháng 4 năm 2017, chúng tôi đã tìm về vùng căn cứ địa cách mạng ngày nào, nơi ghi dấu những năm tháng không thể nào quên của phong trào cách mạng miền Nam và là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An. Dấu tích căn cứ huyền thoại ngày nào giờ đã không còn. Lịch sử oanh liệt một thời được gói gọn trong tấm bia truyền thống xứ ủy Nam Bộ, được dựng nên cách đây hơn 40 năm, nay tọa lạc tại xã Nhân Hòa Lập, huyện Tân Thạnh còn ghi rõ. Nơi đây trong kháng chiến chống Pháp là căn cứ địa cách mạng của xứ ủy Nam Bộ của quân khu 8. Quân và dân nơi đây trong hai cuộc kháng chiến đã đoàn kết một lòng dũng cảm chiến đấu, giữ vững truyền thống cách mạng, nuôi dưỡng và bảo vệ các lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Trong đó có đồng chí Lê Duẩn. Hồi đó là mặt trận tại đây nè, lính đi trường đồn mà đi ở dưới đi lên vậy nè, cái má ra má chặn đường nè, má nói sao mấy cháu đi trường đồn sớm quá vậy, nhà của bà có mướn người ta bằng ở ngoài, đừng có bắn ra ngoài tội nghiệp người ta. Cái lúc mà má nói là mấy ông còn ở đây ăn cơm nè. Cách bia truyền thống xứ ủy Nam Bộ không xa là ngôi nhà của má Tám, mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tám, người đã hết lòng nuôi dưỡng, che giấu, bảo vệ an toàn cho đồng chí Lê Duẩn trong suốt thời gian ông về đây lãnh đạo phong trào cách mạng miền Nam từ năm 1946 đến năm 1949, cho đến ngày ông rời Đồng Tháp 10 về căn cứ U Minh.
Và đây là những hình ảnh còn lưu lại trong cuộc tương ngộ giữa đồng chí Lê Duẩn và má Tám trong lần ông về thăm lại nơi mà ông đã được má dưỡng nuôi bằng những bữa cơm do chính tay má nấu. Qua bình chừng vài tháng, ông Lê Duẩn về đây cũng thăm bà má Tám cũng vài lần. Đường xá khó khăn rồi mới đi rước bà nội xuống dưới, cũng như chụp hình luôn. Bên kia bờ kênh Dương Văn Dương là nhà ông Nguyễn Văn Siêu, nơi mà lúc sinh thời đồng chí Lê Duẩn từng sinh hoạt nghỉ ngơi, giờ đã trở thành khu di tích lịch sử căn cứ xứ ủy và ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ. Cây bíu sữa gắn liền với những kỷ niệm về đồng chí Lê Duẩn được con cháu ông Siêu chăm sóc và trân trọng giữ gìn như báu vật suốt 70 năm qua, nay được đặt ở ngay cổng vào khu di tích. Tình cảm, công lao của đồng chí Lê Duẩn đã được lịch sử ghi nhận và luôn được đồng bào miền Nam, trong đó có nhân dân Long An lưu giữ bằng tất cả niềm tự hào trong trái tim của mỗi người. Trung ương có về đóng đây để lãnh đạo phong trào cách mạng, thì nói chung trong đó có chú Ba Lê Duẩn, quê hương từ xóm làng của xã Nhân Hòa Lập mình, rất có nhiều vinh dự và tự hào. Đảng bộ và nhân dân Long An nói chung và xã Nhân Hòa Lập, huyện Tân Thạnh nói riêng, trước đây đã chiến đấu quên mình để xây dựng Đồng Tháp 10 thành thủ đô kháng chiến của Nam Bộ. Ngày nay thành tích ấy đang được tiếp nối phát huy trong việc bảo tồn, tôn tạo chiến khu xưa và trong phát triển kinh tế. Xã Nhân Hòa Lập là một xã có truyền thống cách mạng, phát huy cái truyền thống cách mạng, toàn đảng bộ và nhân dân xã phấn đấu xây dựng cái lộ trình về xây dựng nông thôn mới đến năm 2018. Và bên cạnh đó thì toàn đảng bộ nhân dân sẽ đồng nhất với nhau để thực hiện các mô hình sản xuất hợp tác nhằm nâng cao cái năng suất cũng như là có cái thu nhập cao nhất và tốt nhất cho người dân. Lúa ba vụ ăn chắc, lúa chất lượng cao tăng diện tích, kinh tế hợp tác, chương trình y tế quốc gia, trường chuẩn, giao thông phát triển. Chiến khu Huyền Thoại ngày nào nay đã hồi sinh và đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Chuyển sang những nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết cổ truyền Trần Trần Nam Thơ Mây của dân tộc Khmer, sáng nay đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Long An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An ông Đỗ Hữu Lâm dẫn đầu đã có chuyến thăm chúc Tết chính quyền và nhân dân tỉnh Srey Veng, Vương quốc Campuchia. Cùng với đoàn đại biểu tỉnh Long An, dịp này đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp cũng đã sang thăm và chúc Tết nhân dân tỉnh Srey Veng. Ngài Sobhom Srat, Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Srey Veng, ngài Chia Sô Mithi, Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Srey Veng cùng nhiều quan chức của tỉnh tiếp đoàn. Tại buổi lễ mừng năm mới, ngài Sobhom Srat, Chủ tịch Đảng Nhân dân tỉnh Srey Veng bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp ba đoàn đại biểu của tỉnh Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp đến thăm chúc Tết chính quyền và nhân dân tỉnh Srey Veng. Qua đó, ngài gửi lời cảm ơn trước sự giúp đỡ nghĩa tình của ba tỉnh có chung đường biên giới Srey Veng trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ, đào tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, kỹ thuật, cũng như trong lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh Srey Veng. Ngài Sobhom Srat khẳng định, trên tinh thần hữu nghị đoàn kết, Srey Veng tạo mọi điều kiện để cùng với ba tỉnh bạn là Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Thay mặt đoàn đại biểu ba tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ông Lê Minh Quang bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu về kinh tế xã hội mà tỉnh Srey Veng đạt được. Đồng thời, chúc chính quyền và nhân dân tỉnh Srey Veng đón Tết cổ truyền vui tươi và hạnh phúc. Qua đó, ông mong muốn hoạt động ngoại giao giữa tỉnh Srey Veng Campuchia và các tỉnh Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp của Việt Nam ngày càng được tăng cường, thắm tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An ông Đỗ Hữu Lâm cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp đã trao quà chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Khmer năm Đinh Dậu 2017 đến lãnh đạo tỉnh Srey Veng. Dịp này, lãnh đạo các địa phương cũng đã trồng cây lưu niệm và cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng tòa nhà hành chính văn phòng tỉnh ủy Srey Veng do ba tỉnh Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp hỗ trợ xây dựng. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Cần dẫn đầu đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm một số mô hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Thạnh Hóa. Đến thăm trang trại chăn nuôi gia cầm ứng dụng công nghệ cao tại ấp 1, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa do công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Quân đầu tư,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Cần đánh giá cao nỗ lực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong xây dựng hệ thống chuồng trại với công nghệ hiện đại khép kín, tạo ra sản phẩm sạch, cung cấp cho người tiêu dùng. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Cần khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, cung cấp nguồn thực phẩm ổn định, chất lượng cho thị trường. Hiện tại, trang trại chăn nuôi gia cầm ứng dụng công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Quân có tổng diện tích 25 hectare với công suất hơn 3 triệu con gà thịt một năm, chủ yếu là giống gà Ross. Dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ đầu tư thêm 30 hectare tại xã Thành Lợi, huyện Bến Lức, chuyên về sản xuất giống và trứng gia cầm. Đoàn cũng đã đến thăm mô hình trồng dừa của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp Long An, đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Hiện công ty đang trồng khoảng 50 hectare dừa tại ấp 61, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa. Thưa quý vị, vào chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân của 8 gia đình liệt sĩ ở các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Vĩnh Hưng, Cần Đước và Cần Chuột. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Lê Tấn Dũng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tham dự lễ. Theo đó, tại buổi lễ, bằng Tổ quốc ghi công được trao cho thân nhân của 8 gia đình liệt sĩ, gồm liệt sĩ Nguyễn Giang Son, nguyên quán ở xã Nhân Ninh, huyện Tân An, nay là huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, hy sinh năm 1944; liệt sĩ Đặng Giang Tiết, nguyên quán xã Long Ngãi Thuận, huyện Tân An, nay là huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, hy sinh năm 1942; liệt sĩ Ngô Giang Ký, trạm trưởng trạm y tế xã, nguyên quán xã Trường Bình, huyện Cần Chuột, hy sinh năm 1946; liệt sĩ Lê Giang Kim, công an xã, nguyên quán xã Long Hậu, huyện Cần Chuột, hy sinh năm 1946; liệt sĩ Nguyễn Giang Nhường, liên lạc viên, nguyên quán xã Thành Phước, huyện Thành Hóa, hy sinh năm 1960; liệt sĩ Phan Giang Sinh, giao liên, nguyên quán xã Long Trạch, huyện Cần Đước, hy sinh năm 1946; liệt sĩ Phạm Giang Dương, công an xã, nguyên quán xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, hy sinh năm 1946; và liệt sĩ Trần Giang Lôm, đội viên du kích, nguyên quán xã Bình Đức, huyện Bến Lức, hy sinh năm 1951. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, vì các liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc qua các thời kỳ đã được công nhận liệt sĩ là niềm vui lớn lao không chỉ của thân nhân gia đình liệt sĩ mà cũng là của các cấp lãnh đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, thời gian tới chính quyền, cơ quan chức năng các cấp sẽ nỗ lực để đảm bảo chế độ chính sách cho gia đình người có công, qua đó thể hiện tình cảm trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các gia đình chính sách. Thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, hiện nay, tỉnh Long An xác nhận gần 30.000 liệt sĩ, hơn 10.000 thương bệnh binh, 4.926 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 25.000 gia đình có công với cách mạng, hơn 2.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị phơi nhiễm chất độc hóa học, hơn 2.000 người tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Đồng thời, tỉnh cũng đang quản lý chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho gần 22.000 đối tượng người có công với cách mạng, với số tiền trợ cấp hàng tháng trên 300 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh tồn động 229 hồ sơ liệt sĩ thương binh, trong đó có 26 hồ sơ đã thông qua hội đồng xác nhận cấp huyện, đang hoàn chỉnh trình hội đồng cấp tỉnh xét duyệt, còn lại 203 hồ sơ không còn giấy tờ liên quan chờ ý kiến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho chủ trương giải quyết. Thưa quý vị, hôm nay 7 tháng 4 cũng là ngày sức khỏe thế giới. Hưởng ứng ngày này với chủ đề phòng chống trầm cảm, sáng nay Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức hội thảo Hãy cùng trò chuyện để phòng chống trầm cảm. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2015, Việt Nam có khoảng 3.500.000 người bị rối loạn trầm cảm, chiếm 4% dân số và có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây. Tất cả mọi người đều có thể mắc trầm cảm. Tuy nhiên, rối loạn này chỉ xảy ra ở nữ nhiều hơn so với nam. Trầm cảm thường xảy ra ở những người bị stress sau khi gặp phải vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Người bị trầm cảm có biểu hiện buồn chán dai dẳng, mệt mỏi, giảm hoặc mất sự quan tâm, giảm thích thú với những hoạt động thường thích, thậm chí là tự tử. Ước tính mỗi năm trên thế giới có gần 800.000 người chết vì tự tử do trầm cảm và ở Việt Nam có gần 5.000 người. Để dự phòng và kiểm soát trầm cảm hiệu quả, các ý kiến cho rằng cần tiếp tục tăng cường các giải pháp như đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, làm cho người dân có nhận thức đúng về trầm cảm, cách nhận biết, phát hiện sớm để đi khám, tăng cường kỹ năng sống, đầu tư phát triển các chuyên khoa tâm thần phục hồi chức năng và hỗ trợ xã hội cho người rối loạn trầm cảm ở cộng đồng.
Thưa quý vị, thực hiện quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo đó, đến ngày 1 tháng 6 năm 2016, các tỉnh thành trên cả nước sẽ đạt tối thiểu 50% số lượng cửa hàng bán xăng E5 và 50% lượng xăng RON92 được thay thế bằng xăng E5. Tuy nhiên thì đã hơn 4 năm triển khai thực hiện, số cửa hàng bán loại xăng này trên địa bàn tỉnh Long An chỉ dừng lại ở con số là 0,4%. Dù đã được chính thức bán trên thị trường, nhưng sản phẩm xăng sinh học E5 vẫn còn mới mẻ. 9295 ấy, cho em đổ xăng 9295 thôi, cũng chưa có nói là, ví dụ như anh nói là thôi em xài xăng E5 đi nó tốt hơn chẳng hạn, vậy thì mình cũng, nếu mình nghe được vậy thì mình cũng phải suy nghĩ lại. Hồi đó vậy thì em cũng chưa có biết nhiều về xăng E5, chủ yếu là xài xăng 9295. Đây chỉ phân biệt 9295 thôi, còn cái ý gì hàng không có biết. Điều này cũng lý giải vì sao những thông số trên cột bơm xăng E5 không thay đổi sau một buổi chúng tôi đến ghi hình và được cải thiện với thực tế hiện nay. Thưa quý vị, hiện giờ tôi đang có mặt tại cửa hàng xăng dầu Tân An 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Như quý vị đã thấy, xung quanh tôi có khá đông người đến đổ xăng và có một điểm chung ở họ là hầu hết đều đổ xăng RON A92 hoặc 95, trong khi số người đổ thậm chí có khi cả ngày không có người đổ loại xăng này. Người tiêu dùng thờ ơ với xăng E5, nên sự hiện diện của trụ bơm xăng E5 như thế này cũng rất hiếm hoi. Toàn tỉnh Long An hiện có 439 cửa hàng, nhưng chỉ có 2 cửa hàng tại thành phố Tân An có bán xăng E5, chiếm tỷ lệ 0,4%. Tổng sản lượng bán lẻ xăng E5 gì khiêm tốn, khoảng trên 100.000 lít trên một năm, tương đương với mỗi cửa hàng chỉ bán khoảng 5.000 lít trên một tháng. Cái khó khăn lớn nhất của cái việc triển khai kinh doanh cái xăng E5 hiện nay là cái người dân, người ta chưa thực sự tin tưởng vào cái chất lượng và cái công dụng của cái xăng E5. Thứ hai nữa là cái công tác tuyên truyền cho người tiêu dùng về sử dụng xăng E5 trong thời gian vừa qua thì còn nhiều những cái hạn chế. Khi mà kinh doanh xăng E5 á, phải đầu tư thêm các cái bồn chứa, rồi các hệ thống đường ống và một số các cái thiết bị khác. Cái giá xăng E5 hiện nay thì chỉ thấp hơn cái giá xăng RON 92 thì khoảng từ 300-400 đồng. Chính vì vậy đó, đối với cái doanh nghiệp á, thì cũng chưa mặn mà về cái việc mà kinh doanh cái xăng E5. Theo Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, xăng sinh học E5 sẽ hoàn toàn thay thế xăng khoáng A92 hay còn gọi là xăng RON 92 trên cả nước. Long An cần có nhiều giải pháp tích cực hơn từ các ngành liên quan, kể cả các cơ chế chính sách về giá, thuế, khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh mặt hàng này.